Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Biz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày của sao Hàn. Và ngày hôm nay, thông tin có gì đáng chú ý và không thể bỏ qua thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngay bây giờ nhé. Sau khi đi quân sự về, G-Dragon chưa bộ tái xuất làng nhạc, nhưng fan hâm mộ không thiếu chuyện để nói về anh. Trước đây là đôi giày hoa cúc hợp tác với Nike bán cháy hàng. Đến mới đây là chuyện nam idol rút tiền túi mua penthouse house sang chảnh giá 173 tỷ đồng. Căn penthouse của G-Dragon nằm trong khu phức hợp Nine One, tọa lạc ở Hàn Nam, đất tóc vàng. Mới đây, G-Dragon đã đăng nhiều hình ảnh nội thất bên trong căn penthouse xịn sò lên Instagram của mình, khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ. Nam ca sĩ G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang, là người giàu nhất trong nhóm. Theo thống kê của trang tổng hợp Net vào đầu năm này, Big Bang sở hữu khối tài sản lên đến 40 tỷ won, 766 tỷ đồng, riêng G-Dragon 15 tỷ won, 287 tỷ đồng. G-Dragon có nhiều bất động sản giá trị, trong đó đáng kể nhất là khu căn hộ cao cấp 4,3 tỷ won, tức 82 tỷ đồng. Ngoài ra, anh mua tặng bố mẹ khu nghỉ dưỡng, vừa làm nhà ở vừa để kinh doanh. Vì vậy, không khó hiểu khi căn nhà riêng của G-Dragon có nhiều đồ vật lạ và đắt tiền. Mới đây, G-Dragon đăng nhiều hình ảnh nội thất bên trong căn penthouse xịn sò trên Instagram của mình, khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ. Đầu tiên là bộ bàn ăn dài sang chảnh. Được biết chỉ một chiếc trong bàn thôi cũng dao động khoảng 125 đến 35 ngàn đô la Mỹ, tương đương 2,9 đến 821 triệu đồng. Đây là nơi để bạn bè gia đình của nam idol hội họp vui chơi. Ngoài bộ bàn ghế đắt tiền, G-Dragon còn trang hoàng nhiều bức artwork trong nhà. Trong những hình ảnh mà G-Dragon chia sẻ trên Instagram, thiết kế căn hộ mang đậm chất nghệ thuật với phần nội thất hoành tráng được trang trí theo phong cách G-Dragon. Từ bức tranh Big Bang được vẽ bởi họa sĩ Naoki Tomita, cho đến hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng của những tác giả như David Hockney, Jan Regi, Georgi Kodo, Charlotte Perriran, Etteres Sostas, Jeans Brover. Được biết, những bức tranh cùng đồ nội thất của căn hộ có giá trị lên đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Mua một chiếc ghế giá trị bằng gần cả căn nhà, có lẽ chỉ có đẳng cấp như đại gia G-Dragon mới dám động tay. Nam ca sĩ chuộng trang trí nhiều màu sắc, có vẻ lộn xộn nhưng không làm rối mắt người nhìn. Người hâm mộ trầm trồ trước tư duy thẩm mỹ của anh qua cách trình bày nội thất. Tôi ưa thích phong cách của G-Dragon từ trang trí đến nhà cửa. Đây là cách anh ấy chứng tỏ bản thân khác biệt với những người còn lại. G-Dragon luôn sáng tạo, anh ấy là một người yêu tranh. Trước cách bài trí, màu sắc của những đồ vật được G-Dragon lựa chọn trong không gian đậm chất nghệ thuật của căn hộ được khán giả dành nhiều lời khen. Thậm chí họ ví căn hộ của anh như bảo tàng nghệ thuật. Knet đã để lại những bình luận. Không biết anh ấy chi tổng cộng bao nhiêu cho mấy bộ đồ nội thất siêu đắt này. Thật đẹp, ước gì mình có tiền để trang trí nội thất theo ý thích. Thích cái gương kia quá, nhìn như phòng triển lãm nghệ thuật vậy. Căn hộ của G-Dragon nằm trong khu phức hợp Nine One Hanan Seoul, có kích thước khoảng 279m². Được biết, vợ chồng Bae Jong-jun, Park Joo-jin, ca sĩ Jang Jun-jung, một thành viên trong ban điều hành của tập đoàn Lotte, cùng lượng lớn các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh cấp cao khác cũng sinh sống tại khu phức hợp này. Trước đó, leader của Big Bang sống tại căn hộ có giá trị sắp xỉ 2,7 triệu đô la Mỹ, tọa lạc ở khu Seongdu-dong. Ở đây, anh biến nhà của mình thành một phòng tranh. Vừa qua, nhân dịp ngày của mẹ, G-Dragon đã tổ chức ăn uống tại căn hộ mới của mình. Thông qua Instagram của mẹ G-Dragon, một số vật dụng được cộng đồng mạng bóc mẽ. Chỉ riêng 4 chiếc ghế ăn của anh ngót nghét khoảng 29 tỷ, khiến ai cũng thấy choáng váng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Thời Biz 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức nào về sao Hàn đến từ Thời Biz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!